Sữa tươi hả? Ừ. Thôi bây giờ sữa mình quậy cà phê sữa không á? Có. Cô bán nhà bán cà phê nó không có sữa. Ngọt không? Đây không? Bên này nè. Cao lên nè. Ốc dao hả? Ốc dao sữa tươi ngon, sữa bò. Ừ. Đó tôi mới biết à. Để tôi đem cà sữa vô. Trước đi từ từ sữa sao? Chơi màu đẹp không? Trời trời, khủng gì tới chân chi. Tỏi đó. Như tỏi đủ không? Được rồi. Hello cả nhà. Mọi người chắc biết cái khung cảnh này là ở đây là khu nhà anh Thái. Lâu lắm rồi cũng không có lại đây nhậu sau bao ngày mà hổng gài sau bao ngày mà trời nắng rất là gắt luôn. Bữa nay tự nhiên trời âm u, đang mưa lâm râm. Út lớn nó có đem mấy con cu lại ốp chao nướng mọi người ơi. Cu không? Cu là con chim á, không phải là con cu bậy nha. Cu. Đây là hai thanh niên nhúng cái nồi than hồi nãy giờ đâu tiếng rưỡi đồng hồ. Rồi chưa? Mạnh liên tiếp vô lửa lên, lửa lên. Bừng lửa lên vậy nè. Cái mặt nhìn cái mặt đen kìa. Lấy cái đồ đũa lại đây. Ba thang em nướng hơi được rồi. Đỏ rồi nè. Đặt ổn không đợi lên đi. Ủa con là gì? Con cu hay là bồ câu? Cu đắt. Cu này mấy nó đi săn ở khu rừng của Aparon á. Thì nói cho mấy chú biết gì đó. Nó gọi là cái gì ta gọi gì đó. Amazon. Amazon Paragon là Paragon. Dù rừng Paragon nói nghe luôn á. Mới săn rừng Amazon mới vậy à. Amazon là rừng nó chỉ giới con này con dữ là phun bằng lửa. Hôm đi có 3 giờ sáng được có nhiêu đây đó. Phun bằng lửa. Xuất phát từ 9 giờ tối mà tới 3 giờ sáng được có mấy con cu á. Mấy con vậy đâu? Hôm đó chục con chẳng cái gì. Chục con. 11, 10, 10, 12 con. Này mấy con chim em bé. Phun bằng lửa, này con phun bằng lửa nè. Này treo chảo. Ừ, treo chảo ngon á. Treo chảo nè, mọi người. Chảo tới chảo đó, chảo luôn. Chảo rồi. Chảo. Này cú đất nè. Ờ. Chảo chảo nướng chảo. Này con cái gì? Con gỗ kiến. Sau bao tiếng đồng hồ thì con cu nó vàng ẻo rồi. Cũng sắp sửa nghe bà con cô bác ơi. Đó. Vàng ẻo mà được ngon. Nhìn cũng ngon nó hấp dẫn. Đi đi bánh mì không? Để ăn rau không nghe. Đồng hồ thì bây giờ thang nó cũng cháy rồi mọi người ơi. Cái một phím gửi đồng hồ lắm nghe. Má bàn với thang cái gửi đồng hồ thiệt chán đời chứ. Con cu của ba bị ngấn hổ ăn rồi. Cu gì? Con nhỏ đăng video lên á, cái dạng nó nói chuyện ngây ngô á, làm người ta mắc cười á mày. Dĩ có trà gì vậy? Chưa, em ngấn trà. Trà rồi, sạch rồi đó. Cúng cho nè mày. Cúng con Thái đi. Ngồi gần đây mấy con cúng Thái. Thái gì uống lên Thái. Cúng con Thái. Ngồi kiếm luôn, thật đặc biệt đi, em xây nhà màu cho anh Thái. Cũng là sự mình sẽ đợi sự số là 41 với 21 thì để chung chung đi. Hiện tại cái chúng số là 41 rồi con, 21 cũng được đó. Lắp nó hai tài cũng đang cái tài thôi. Chúng sẽ dành cái nhà màu luôn. Vô. Đưa luôn bà con của bác ơi. Đúng rồi. Bên này ăn cung nướng. Bên này nhậu nhà anh Thái phải cứu anh Thái chứ không cứu anh Thái được. Anh Thái tại địa bàn của Thái quản lý khu này.
mà tấm lầy vô đây không được. Tháng không đâu. Ấy giờ em thấy là khu vực này chùm rồi, nhậu mình quen rồi. Cũng nếu mà thành người sống thì qua được, mà người chết thì địa bàn chiếm địa bàn rồi đó. Cái địa bàn của Thái thế này. Đốt đi mày đáng. Đang đổ rồi. Ai, bây giờ mình nướng ba con bự ba con nhỏ ha. Ừ. Thôi mẹ đi, sao tao muốn bự đi. Không giờ mày cứ chọc cho khóc không? Này, vợ mày á. Ok. Chuyện gì vợ chồng chưa chọc khóc, gắn quá ha. Không biết bị gắn vừa sao mình có chào vợ mày khóc không? Ờ vợ mày nó đâu kìa. Nó nói vừa với con nó phơi xong nguyên sào đồ kìa, nó đập bể đầu này kìa. Nó nói tao gì nó dặn kêu dặn nói chuyện mày gì đó. Nói gì? Nó lắc nó đúng bể đầu vậy đó. Giận đó. Móc đầu à? Ừ. Để đi cho có công việc nó làm. Vừa với con vừa phơi xào đồ hả? Ừ. Nó đầu. Rồi nó qua nó quýnh nó bể cái đầu này luôn, móc cái đồ, đầu quần áo mới á. Ốp này ăn cái gì mà mốt đừng kêu ốp ăn. Này cơ. Mở cái sổ được thì cái mềm thật gì. Ờ. Chắc miếng chanh, miếng cam rồi dắt miếng cam nó thấy mềm dữ nữa. Vô. Không biết cái chiêu đâu mẹ qua ăn biết nữa. Ở đây là đỡ nãy hắn thang hầm dưới trời. Có cây đập hợp này mà có nghe đập nó lá ăn sống ngon. Cây lũa. Lũa. Cây đọt sọt đâu đó. Lũa. Cái kia cây đọt sọt. Lá sọt cũng cây đọt sọt. Cây sọt thôi chứ không có được đọt sọt được rồi. Một cây đọt sọt, hai cây sọt đọt cái gì. Ở cây đọt sọt, bốn cây sừng. Cây đọt sụ nói đây. Biết rồi mà cái đọt sọt nó lớn nè. Cụ đừng hơi lạc á. Sao chưa ăn gì chứ, ăn cọc như là học báo á. Mẹ à? Ừ. Mày chưa ăn à? Chưa hả, không chắc. Xé đi ăn mới ngon hơn. Ừ, xé mày nóng chết bà, sao mày xé nổi mày xé đi. Nóng chết mẹ gì chưa ăn xé. Nó cầm một con cua còn nóng nữa. Bữa nay được ăn cua mọi người. Chim cu á. Ơi sao nó đỏ đỏ vậy mày? Sao nó còn đỏ đỏ vậy? Chín chưa? Đỏ đỏ đỏ. Mày đỏ là mày chỉ tao mày. Chỗ có đùi nó ha. Đỏ đâu? Chỉ đây. Trắng tinh rồi. Trắng tinh hết trơn đỏ nói chuyện. Nóng quá trời luôn cầm cắt không được luôn trời. Ý da. Đây út thử lửa con coi. Đồ câu cái gì? Lấy tay coi đen. Trời ơi tao đang cắt mà. Thôi người ơi, người ơi, người cắt coi cho nó thử coi. Review lại ơi. Lập cục đây review. Lấy cái này kìa. Này là cu ốp chao nướng nha mọi người. Chấm ăn thử cảm giác mùi vị như sao? Sao ăn rồi sao? Ngon thịt gà không? Ngon, ngon. Ngọt quá, thịt cũng ngọt, dữ dằn lắm. Cạp thêm miếng rau nữa. Thật ra thì chim với cu với cò đồ đó thì nó ăn ngon hơn gà vịt mọi người ơi. Đúng rồi đó. Biến là cái gì? Lộn con trước đi. Ừ, đúng rồi. Chín chưa? Chín rồi nè. Chưa dài như mấy, chín rồi. Trời ơi, muối này mặn, muối. Xé đi ăn nó ngon hơn. Ừ, xé mày cứ nóng chết bà xong xé nổi mày xé đi. Nóng chết mẹ gì chưa không xé. Nó cầm con cua nóng hả? Bữa nay được ăn cua nha mọi người. Kim cua á. Sao nó đỏ đỏ vậy mày? Sao nó còn đỏ đỏ vậy? Chín chưa? Đỏ đỏ đỏ. Đỏ là làm chỉ tao mày. Đâu có đùi nó ha. Đỏ đâu? Chỉ đây. Chín tinh. Rồi. Trắng tinh hết trơn rồi. Đỏ nói chuyện. Không quá trời luôn cầm cắt không được luôn trời. Ý da. Đây út thử lửa coi. Đâu câu cái gì. Rồi lấy tay coi đen. Trời ơi tao đang cắt mà. Thôi người ơi, người ơi. Cắt coi cho nó thử coi. Review lại đây. Lập cục đây review. Lấy tay coi.
Này là cu nha, cu cua ớt chao nướng nha mọi người. Chấm ăn thử cảm giác mùi vị như sao? Sao ăn rồi sao? Ngon thịt gạo. Ngon ngon. Ngọt quá, thiệt cũng ngọt, dữ dằn lắm. Chạp thêm miếng rau nữa. Thật ra thì chim với cu với cò rò đồ đó thì nó ăn ngon hơn gà vịt mọi người ơi. Đúng rồi đó. Thì cho anh Dũng vô. Vô. Vô cá ăn miếng cu ơi. Đi nói chuyện thôi nghe điện thoại nghe. Đúng rồi đó. Nghe hả? Vô đi. Trời ơi, vợ về tới vô 12 giờ đi, về tới tôi vô luôn. Nó gọi 12 giờ mà. Nghe giờ vô. Má cái đám nữa, nghèo luôn rồi. Tôi nghèo thiệt, tôi nhớ thì với nghèo tàn mạc luôn. Ngon thiệt mày. Ngọt ghê ha. Ừ. Cái cốc ăn với con miếng này. Cái thịt nó dài dài, đã thiệt. Có mùi của nó thơm hơn mùi thịt gà, vịt nhiều. Thiên nhiên mà. Ừ. Mà nhai luôn xương hết đây. Nhai mà. Đừng bỏ. Cứ xương miếng gạo nha. Kẹp con sống mới ngon. Ăn gì có gạo mới ngon. Cái này dở nãy mình mua miếng lá tí tô á. Tí tô thôi. Kinh giới rồi á. Đỏ. Ngon, đỏ kìa. Tay cục với gà, tay đỏ đây nè. Vừa ngọt tới luôn. Đỏ ta ăn đỏ nè. Cái vùng cổ người ta đỏ. Múc cái đùi đây. Nè, xem cái đùi nè, ăn được không? Ăn không? Được không kìa? Để đi, vô cái ăn. Vô cái ăn. Ăn cái đùi chim. Ủa vừa mới vô rồi vô nữa hả? Mới vô cái đợi nó ăn cái uống rồi mà. Mày chưa uống á. Uống rồi. Mới gót ngửa chưa uống được mặt tụi. Ăn mồi nó lậu, uống cốc rượu mới dám ăn mồi. Không nó ăn lậu nữa không? Má là tối tự nhiên nửa đêm hôm qua tao thèm gà luộc, ghê luôn trời. Sáng là ăn chim. Bởi vì tao chụp hình cái hôm qua luộc khó lên. Đang chim mà bị chụp hình đang mà ăn gà luộc. Phải còn mấy ông kia rủ có mấy chim vô hỏng luôn rồi. Mấy ông ở Vũng Tàu á. Ông Đồng rồi đó. Vừa hổng ăn được, ổng đó ăn mấy con cò. Cò gì? Cò lét, cò xanh á. Cò đó không ngon mà mấy ngày. Không ngon mà mấy ngày. Mấy anh coi á, cái này ăn ngon hơn nhiều. Mấy con cò bữa ổng mà anh ăn ở trong quán á thì ăn không có ngon mà mấy này đâu. Mấy này ngon hơn nhiều luôn á. Cô nó mập dữ lắm. Mập mà lại ngon. Cò bà hết chiên hả? Chiên xả hả? Ồ, chiên có kìa, kìa. Không có ngon. Tao bước có cắn được cái cánh rồi dục nghĩ ăn. Tao không ăn miếng nào luôn. Kìa. Bú thi á. Ngon không nhiều à? Tối giờ đã mà tao muốn có bụi đi về luôn. Mày vừa không? Tao uống cái bụi mà đâu. Đi về luôn. Đốt ngang rồi nói chuyện chút mình dọn dọn hết nổi mệt quá trời mệt á. Nói bữa nào nhậu sao với ổng đi thì ảo tàu ổng quen quá trời. Thì đốt cái ngang rồi nói chuyện với ổng uống trà ăn chút rồi chạy về luôn. Ngồi chút bị đám nữa hả? 12 giờ đi. Trời gần 12 giờ mẹ rồi. Nó 12 giờ 12 giờ rưỡi 1 giờ ổng đi chứ. Nó 12 giờ. Chứ vô làm gì? Mấy cái gì sao giờ chế độ mày thôi. Tôi đi phố về cứ gặp đám, đi phố về cứ gặp đám luôn trời. Chán đời luôn, đám đi, không đi kỳ quá. Chứ nghèo luôn á. Sắp lên thùng bia đi theo luôn. Tại khi khỏi lên tiền, khỏi lấy tiền bạc, đi lên thùng bia theo chứ sao giờ. Bia mới thiếu được. Đang khô máu á. Để Tâm Thành tao rồi, bà con tao rồi. Ê, gọi đi đáng mình về để con Nguyễn đi. Cút ăn xé ra đi.
Vô. Để cho nó ngồi vô, để nó gọi. Đi đám hành hả? Ghi sổ. Đi mẹ liền đi. Thôi lắc đi đám hả? Điện thì điện hai thùng đi. Nhưng mà nội mày. Đem qua đây thì thùng. Thằng thiếu một bảnh là 100 ngàn. Chú mà ghé cô tặng lên 100 rồi hả? Chú nợ chú có cỡ giúp mẹ đâu không có cỡ. Chú mua phần bia. Bia thứ ba thùng mày. Đời này hàng nào mà không thiếu nợ. Chú dai chứ không giật ai đâu nha. Chứ là sống này như thế nào chứ chết thì trả luôn lần một. Cái gì? Vô. Vô mày. Cháu vừa cầm đôi đũa lên là nó kêu vô à. Mỗi lần cháu vừa cầm đôi đũa lên là nó vô à. Ủa mẹ mày ăn đi, mày ăn mày cũng lịch sự á, lại giờ mày ăn cho mày ăn ăn đã đó mình nói chuyện luôn. Nhớ cái tao kêu vô. Mỗi lần mình cầm đôi đũa lên là đụng má. Nhớ vô à. Nhớ cái tao kêu vô kìa nha. Thương đâu à. Nhớ nó gài mày gài. Mày là chửi tao. Có gàn không? Biết quay ra chửi liền là biết chắc rồi. Tao cũng gắn vô rồi chửi vậy. Dễ ăn mày. Cái con giấy đỡ quá, mồ sức cà nằm nộp vậy nè. Đi cái phao câu. Đây, tôi chơi chơi chơi. Có nước cái đầu à. Thử đầu vàng vàng cái nó giòn. Rồi đây để à. Cháu đã. Cháu nè. Bạn học chung. Là nó chúng cho mắc dạy không nè, mắc dạy nè, đó. Tao đang trả bài, cầm cái tập với trả bài nè. Vừa trả bài xong nó lấy cái viết nó đâm ngồi để dưới đít tao á, ngồi lên một cái đâm chảy máu luôn. Đó đó. Không mấy ông thầy, ông thầy cho ra chơi, không cho ra chơi luôn. Họ đứng phanh tay. Chạy ngồi chung á. Trên mất cạo quá vậy? Ờ. Có cái học hay ăn đau là cặp bi nữa không à. Em sao mà học ngu vậy, học ngu trả bài nó học ngu vậy. Đó nó học hay quá nó cứ giờ cũng đi làm hồ à. Học hay quá. Ở thằng lớp đến nó mạnh nó trả bài á. Đứng lên trả bài á rượu nó để cái viết xuống ngồi xuống cái lủng ra đứt ra máu luôn. Thấy bảo mất dạy rồi lúc đó. Trời ơi, mấy cái ống hút hồi xưa đó, cái viết cái nhổ lúc đó học lớp 4 rồi, cái viết kìa, cái viết cái đẩy dưới đất nhà. Đẩy đất nhà. Cho vừa trả bài con ngồi xuống đâm một cái ra mà lấy cái chẻ đâm cho mình vậy đó. Sao? Nữa? Cái gì? Quan tòa nè, Mạnh. Mạnh đi. Trời nó khóc luôn, đau quá, khóc mét cô cho phanh tay không cho ra chơi luôn. Phanh tay thấy gì về luôn. Nó cái câu vậy nó mạnh học hay nó gặp đi mạnh mà nó học hay mạnh học hay cái nào phần cũng là màu chết mẹ luôn mà đáp bằng ai đây hay điện cái nghe người điện cái này mày đáp nữa mày nhận khi nghe đám khỏi đám không năm đã có nhà có đám rồi mày cái gì đâu đâu mẹ tôi đầy tháng rồi đám dỗ nhà đâu em một năm ba cái đám dỗ mà hết ba cái đám à mà á mà có đợt tao ghiền đi đám mà chết á má là ghiền thèm đi đám có vụ mà dịch bệnh á cái vụ bị cách ly á má lúc đó tự nhiên thèm đi đám trời lâu quá giờ không đi đám thiệt cái chân trời thôi quá trời đi đám là không thấy mới ăn cù lao à cù lao hết chứ ừ tao phải ăn cái nhà heo trong cù lao cái nhà heo á quá ơi thật mà nó quắn cái gì cái sáng nhậu chưa ăn cái gì quá tao phải cái đó sáng nhậu cái mày húp nước cù lao của em cù lao nhậu ngon không ngán ăn hoài không ngán bữa nay làm đi nhà có cù lao kìa lão than hả? Ừ. Nấu ngon mà ta nước súp người ta nấu biết gì xương. Tao làm 30 giấy. Cái xương người ta nấu xương mà. Thích nước nó ngọt. Nấu nêm gì đâu. Tại người ta nấu nhiều. Nhiều. Lượng nhiều. Mà xương người ta để một đống nhiều người ta nấu nước xương nó ra chứ không phải mình nêm nếm như mình đâu. Nấu ngon mà ta. Tại mình nấu xương lâu quá nó hầm cho lâu nè. Muốn nấu bao mua về thịt mình luộc sẵn. Gan mình luộc cái mới nè. Ừ. Gan luộc mới chứ mình lại bà đen mày mua 30.000 nước súp về súp xương á. Ừ. Trời là 30 giấy. Mua cái ít ít đầu lòng, đồ heo, đồ tôm khô rồi để vô. Củ hành được. Gan á, củ sắn rồi. Củ sắn vô mới ngọt nước. Gan heo á, củ sắn với củ hành tây á. Ngọt nước.
hai con khô mực miếng tôm khô nước có ngọt thôi. Ốm bụng cho con mèo 3,5 kg tao đâu thấy không? Mấy thằng bụ mày không chơi thôi. Tao đâu đấy. Nó về ăn cu đi, ăn chim cho. Cu chim. Tôi tính làm thử con chim rồi đó. Nè. Ăn nguyên con đi, coi ăn con sau. Nè. Ừ. Ăn nguyên con đi. Tao xé ra tao mới chấm. Xé muốn làm thử con chim ơi. Chim mới ăn giòn hơn. Cái mè nè. Mà hổng lại nhà của em mày, ăn con gì ta? Con mới nít thiệt ngon mày. Con mới nít á mày biết nó làm không làm ăn cái tanh dình. Chứ em không tanh, không có tanh. Thiệt ngon biết làm đó. Có con một hả? Con một thiệt ngon rồi. Mày chọn quay à. Cái giỏi như giỏi con vịt vậy á. Thì nó lỗi nước mà. Con nó ngon thiệt. Ngon hơn còi nữa. Mà cá còi là ăn thịt nó không có ngon gì mấy. Đúng rồi, nó ăn cũng ngon nhưng mà nó không ngon mấy con này nè. Mấy con này mày cắn mạnh miệng nghe mày biết cảm giác ngon rồi. Con cắn nữa. Mày xé cắn nữa không nội, mày cắn xong hết miệng, mày cắn miệng mày đưa mình hết không? Nữa không? Mày cắn nữa được kìa, không? Kìa, con nói kìa. Ừ. Dạ. Dậu nhanh chứ trời. Đúng không mà. Để nó đại luôn đi. Để lại nó đi. Nhậu đâu? Để đi xem đi. Không nhậu đâu, đi đám rồi. Cút buộc là tao chỉ nhớ nhậu. Chút 12 giờ mấy tao mới đi, 1 giờ tao mới đi khủng như mấy. Tao mới 11 giờ rưỡi. Giờ về tao mới đi. Dạ. Để ngút thôi, ngút nữa ra không? Mày để thôi. Mày uống đi. Tao uống hoài. Uống rồi, nó ra này, ở bên thôi ra. Bao lâu mày uống rồi, nó ra. Ừ, tao cũng nhớ nó không ra đâu. Ừ. Tao uống rượu rồi. Hả? Tao uống rượu. Nghèo. Nghèo uống rượu. Đại gia không rồi. Làm cốc đi. Nè. Uống trên đi, nó đó ghi sổ nè. Xíu thùng với 100 mốt phải không? Nữa thôi. Thử miếng cu. Thôi, ăn cắt xong nè. Con muốn cái đùi nè. Ừ. Muốn cá này gì cá. Thôi, không ăn. Thôi, không ăn. Có thằng gái rồi. Một cụ mà nước vậy. Quên. Mà xé ngon thân thiệt. Xé nhìn thấy ngon quá. Ừ. Ừ, ta xé ra ngán hả cả. Chú Hụt ơi. Bà con với thằng Đen hả? Mới nhận bà con à. Bà con ruột không? Thường thường bà con nhà có ai lé không? Cái thằng này nó bị lé rồi nè. Lắm rồi. Biết rồi. Có thằng kia bà con mày lé dữ nữa. Bà con nhìn đen ở để á. Lé con đuôi mắt đi chạy xe nó cơm vậy nè. Cơm thấy tôi giặt vô lại liền. Chạy vô lại. Chạy vô lại kênh vô. Nóng máu kìa. Nó chạy như nè, có chả bà già đâu, đụng tấp vô lại láo học máu liền ngã cua quẹo nhà máy nè, nó chạy mà nó kênh, nó thẳng cái tay nè, nó kênh một con mắt nè. Nhìn mình nhưng mà, nhìn lé nhìn mình nè, nhìn bà lộn kia. Bà lé dữ lắm, lé muốn đuôi mắt vậy đó. Thiệt nha, hôm qua tao nhậu đám dẫu, tao thiệt là tao chết rồi, cái vụ này có thiệt. Ông nói chuyện với thằng kia, tình tao không à? Ừ. Có thiệt á. Có thiệt nói chuyện tao, tao hỏi cái gì tao không hiểu. Cái kia trả lời. Để hả? Anh tao. Tao tưởng làm mày, mà mình xấu này đủ nó chết luôn á. Sao đâu? Thiệt quá. Mày không coi mạng chứ. Không có đâu bảo rồi, cũng nhiều người nói từ nhỏ lớn rồi. Bây giờ tao phải mơ. Ủa? Cái đồ tao quen rồi, ông nội ơi. Mày lé người ta nói mày lé. Không lẽ mày không lé người ta nói mày không lé. Hồi đó mày biết gì nữa không? Ông kiểu nó chết, đụng mắm chửi tao chứ mày đâu. Biết gì nữa không? Đó. Ông bị lé, mà ông chạy xe ôm. Có nhiều người ta không dám đi ổng. Mấy mày sầm mắt chạy kìa, tao cũng kỳ con. Ai mấy người lớn chạy nha. Quay rồi đây, chạy nhà ngay cái cua. Láo rồi con đẻ luôn. Với nè. Mày muốn tao biến chết rồi bà này. Mà cái này không băng nha. Với nè. Hồi đó nó bắt chạy mày chế đâu. Nó bắt chạy, nó thấy người ta quẹ dò, tao đi nhắc vô dò với nè. Tao kiểm gì sụi với nè. Tóc nó hấp vô lại liền. Cái đi theo nó hợp sao nó đi theo người thân tao vậy nè. Má mày nào mày bị tai biến mày mới dòng chết mày mày mất chạy. Mày tai biến thử người thèm thử mày coi biết. Mày sụi gì không? Người ta bị tai biến tao hay bị cái giò tao sụi vậy mày. Cái nó hợp sao tao đi sau lưng tao mày đi sụi kịch kịch nó mất chạy lắm. Tao vô chạy đi nó gặp nó bị trúng nó hoài luôn.
học tôi mốt con đi mày. Để có bị lên ra mai khỏi bỡ ngỡ. Lúc đó mà quen rồi. Quen học trước thôi. Nó nói thiệt mình thấy như tấm mặt mặt mát trời đó. Ấm giữa mềm thầm mà nữa là hưởng chị mình đang ngon đây. Ôi thằng gì xé nữa rồi. Con chiên thịt ngon ngon má ngon con con cu đó. Đang còn chảo nhiều chưa mày ăn chưa nghĩ dạ. Con ăn chảo hoài. Ừ. Ngon hơn con mẹ nó gấp ngủ tao đầy nó lại nhớ rằng mới mày cho hưu này nó biết nó đúng vậy à nó kêu đây khùng mày mày đi tao làm đúng đi nó gấp nhậu chứ mày ngót nhậu chứ mày uống nhậu đủ rồi đủ hết đủ hàng mày uống nhiều đâu uống ít đi đâu nhiều đâu hơn út lớn nó kêu uống nhiều cái út tao cái út đầy uống chết luôn à út lớn nó kêu uống nhiều vô tao má nó gót lại đúng rồi phải không tụi nó tự mà kêu nhiều tới xả hai mày không đủ hết hai mày nhiều hơn hai muốn hai mày muốn tao ít uống ít là đâu có nhiều măng mạnh nó uống tao tao sợ rồi nó ngày bao uống cử mà nó không sỉnh biết rồi đưa tao ngủ giấc tối tới mặt xanh luôn. Bữa nào rảnh rảnh cái mình đặt mà kêu đủ mua mấy cái này mua mấy con em bé như vậy đó. Thôi mua con này tàu ăn tôi trả tôi biết chợ nó sâu quá. Biết đó con là ăn tàu lâu nhất không? Ừ. Ăn mà nó dở nhất trên đời luôn á. Con cầm cọc á. Đó. Nó còn bán ngoài chợ mà con cút á. Con cầm cọc ăn thanh gìn nè. Bậy mấy con cọc biết làm đi, mày thanh con què biết con què gì mày. Không biết nước cứng lại. Không biết nước. Hư điện thoại luôn. Hư điện thoại luôn. Tao nói thằng đen không có làm gì được chứ á. Hút thuốc rồi gạt họ bay vô cho mày ơi, nhậu. Mày tao ghét mày. Mày nó đâu nước lặn nó đổ chút bị không cho mày uống mày. Mày có gì nãy đủ quá mày uống không một uống lần ca. Ca đâu uống nữa. Hết trơn rồi. Mày không thấy nó trong mưa lại giờ hả? Nhà nó hết nước rồi, trong vô trời mưa hoài hứng nước. Đủ mẹ. Dạ chứ không có nước bị. Tôi có bạn có nước uống mà tao mới khiêng ca lên nhà nghiêng ca cũng đâu có nước. Rồi không cho bạn nó mở nắp luôn. Trong mưa hứng nước vô có cái nước rồi mày uống. Uống nước máy đau bụng cái bà luôn. Bỏ cái này lên lại cho nóng nóng đi. Ừ. Những con đường đầy hoa. Sao nó ăn ký trên mạng dạ. Trên không. Quy hoa mà lướt ăn trăm phút mà sao bị mà. Trăm phút mà sao năm gỗ hai ngã trơn mày. Tao đang của nhà tao nữa rồi. Tao có làm chứ nữa đâu. Tao đăng ký một tháng ký được ngàn. Miễn phí kìa, gọi miễn phí kìa. Ủa, tấm đầu Quy Hoa kìa. Hà tao đăng ký một tháng ký được ngàn, vừa 4G vừa gọi miễn phí nội mạng ngoại mạng luôn. Nhắn tin luôn. Miễn phí là rất nhiều luôn, một tháng chín ngàn. Nói chung là mình mở ngày 3 ngàn. Đúng rồi, không tiện mình đi vô vô ruộng, mình đi ruộng tối ngày ăn ký mẹ đi. Một tháng 90. Nhà tao có mạng wifi. Ai mà nhận có mạng, mình đi ra ngoài đường có, nhưng mà vô ruộng mình đi câu cá rồi sao. Tôi lâu đăng ký lần thôi, đăng ký 10 ngàn thôi. Tại biết lâu rồi, ngày rưỡi với tao rồi. Tao đăng ký rồi. Ta 90 ngàn rồi, nguyên tháng tao gọi mình miễn phí luôn. Ăn mỏ phải không, ngồi uống nè. Chuyện nó sôi nha, chuyện nó mỏ nhọn nhọn nè. Cái mỏ đâu nhọn đâu. Sao nó không giữ cái chó gì đó. Ai là nhớ tao làm cá lóc nào ông theo, ngon ai nhớ theo tao với nó ai không giữ. Vừa nói chụp cái nó chửi là cái gì. Ở đây thì cũng gần kết thúc video. Không biết anh em có coi tới đây không nha. Mọi người coi là mưa lớn cái này nè. Đó, tôi làm biết rồi. Có ba anh em thôi à. À, thằng cô đen đi đá không mọi người ơi. Mua cái này nè.